Tại sao em lại khóc? Em không biết nữa. Chắc có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu à? Nhưng mà em yêu ai? Và tại sao em lại khóc hả Thiên Kiều? Là một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu tiên. Trời ơi, em đã yêu một người xa lạ như vậy là rồi. Anh Chu Sa ơi, em yêu là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh muốn nói với em một điều mà bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim, mà giờ đây đã muộn màng rồi. Anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời cắt chiều trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì. Anh đã buồn đã khổ vì ai, và từ bao lâu rồi cho mãi đến ngày hôm nay. Đã từ lâu anh muốn nói điều quan trọng nhưng vẫn lặng thầm theo ngày tháng lặng lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sâu kín. Cũng như anh, em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên yên giàu hiểm ra. Lạnh cả tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắc sẽ buồn. Lòng dụng tư em chợt nghe mềm yêu khi lần đầu đối diện với tình yêu. Anh Chu Sa ơi, anh đã yêu và chỉ yêu mà đau khổ. Trời ơi, kẻ mình yêu là hững hờ xa lạ thì còn gì đau đớn nào. Gần gũi tân gan mà như dạng ly quang sang, tình cảm đến nơi tình đã tuyệt vọng. Tóc mây quằn quại bay trong gió lòng như lòng của em đang máu đồng tới bờ. Thiên Kiều ơi, sao chiều nãy bông lo sợ như đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu mai đây giữa xa đường anh đục chết biết ai là người gì. Thiên Kiều ơi, đã từ lâu rồi anh muốn nói. Anh muốn nói gì? Anh muốn nói rằng rằng anh đã yêu em. Anh điên rồi. Tại sao anh lại yêu em gái ruột của mình? Anh điên rồi, anh Chu Sa. Phải, Thiên Kiều ơi, anh đã điên vì mười mấy
còn gì nữa cả khi em dậm chân lên bồi xóa một thiên đường. Tiếng kiều ơi dân xưa đi còn lại từng kêu hùng cám dòng vậy mà bây giờ phải có tiếng kêu ơi nhắn tôi ra đây nỗi niềm thầm dù để tiếng tục anh cầm lưng sáng tác của Di Dòng Cỏ và gia đình cùng lắng nghe nhạc 126 tình bổng thôi nhạc này, em tính lấy bếp nhạc của em rồi đó. Nhạc ơi cho em xin. bây giờ bao
ngầm thế thái nhân tên. Bảo ơi, cái nghĩa tàu kháng khi đã trót mang, sao bảo đành tâm dứt bỏ. Để kẻ tình chung canh trường dò dò thăm gọi, tên ai mà nghe trăng trở lòng. Mẫu ơi, con nhà lô thía còn quen của miền đồng, trên chiếc xuồng cuối tôi chèo bầu tát chị mà nay bầu nở mơn cho đàn đi môi trưa trai lại sao. Nhớ một lần mẫu ơi, mẫu tôi phải lừa cá bỏ và để lên tuyển chương trình Duy Tài và Tiến Hải sẽ gửi đến quý vị với một bài hát được mang tên Hiếu Đạo. Xin mời quý vị cùng nghe.